Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên chỗ nhà một con Renault. Thì cái dòng này là kiểu dòng bình dân của Citigen đó vậy. Nó chạy máy giống Citigen nè, pin năng lượng ha, lịch vạn niên. Lịch vạn niên tức là có nhiều anh em hỏi lịch vạn niên là sao. Tức là không cần chỉnh chỉnh lịch nha, tháng thiếu tháng đủ gì là cũng là bước qua ngày mới tháng mới hết nha. Đó là lịch lịch vạn niên nha. Tức là nó sẽ xài bộ máy cao cấp mới xài được lịch vạn niên đó nha. Còn cái đồng hồ thường thông dụng cứ kéo núm cái chỉnh giờ ha. Cái tháng là phải chỉnh giờ lận nha, tháng thiếu tháng đủ á. Còn lịch vạn niên là khỏi chỉnh ha, tức là bộ máy cao cấp nha. H415 nha. Con này thì giá bình dân so với những con Citigen mà có nhiều anh em thích dòng Citigen á, mà kiểu muốn trải nghiệm giá bình dân thì chốt máy này. Nó được cái đổi lại độ mới cao mà cái giá cũ của cái con Citigen là bằng rẻ hơn cái giá cũ của con Citigen này, là, tức là những con Renault ha. Đó, Renault nha. Dây 18 18 năm được bản thép đúc toàn thân nữa nha. Mặt trắng. Cọc số học trò ha, số học trò mặt trắng lịch vạn niên nha. Rồi con này thì thường xe 38 á, chuẩn nó 38 á. Nè. 38.6 tính 38 luôn. Càng luôn 43.7 mỏng 9.4 nha. Rồi 650 mã C29 nha, 650 mã C29 ha. Đó, mặt sau đẹp lắm. Thì nó cũng là một dòng Citizen nha, anh em đã xài mấy này biết rồi. Đầm tay lắm. Rồi 650 C29. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.